Vào chiều ngày 15 tháng 11, câu lạc bộ Manchester United, Manchester United đã xác nhận việc tổng giám đốc Richard Annoh sẽ rời vị trí của mình sau 16 năm gắn bó với đội bóng. Annoh dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ công việc chuyển giao cho đến cuối tháng 12. Patrick Stewart, thành viên của hội đồng quản trị câu lạc bộ, sẽ đảm nhận vai trò tổng giám đốc tạm quyền cho đến khi tìm được người thay thế. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh tỷ phú Jim Ratcliffe sắp hoàn tất thương vụ mua lại 25% cổ phần Manchester United từ gia đình nhà Glazer. Báo Daily Mail đưa tin Ratcliffe sẽ trực tiếp điều hành mảng bóng đá của câu lạc bộ sau khi tiếp quản. Manchester United dự kiến công bố thỏa thuận này trong tuần này hoặc tuần sau. Richard Arnold, gia nhập Manchester United từ năm 2007, đã đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao giá trị thương hiệu của câu lạc bộ, thông qua việc mở văn phòng thương mại và ký các hợp đồng tài trợ lớn. Ông cũng giám sát việc ký hợp đồng với huấn luyện viên Eric Ten Hag, người đã mang về danh hiệu đầu tiên cho Manchester United trong 6 năm. Tuy nhiên, mùa giải này, Manchester United khởi đầu với nhiều khó khăn.